Hello, hello, xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một clip vô cùng đặc biệt để dành tặng tới toàn thể anh em 2K2 ngày hôm nay và ngày mai khi đại học với các bạn nhé. Đầu tiên thì mình xin chúc toàn thể tất cả các bạn có một niềm tin thật là vững chắc, làm bài thật là tốt. Và các bạn đừng quên rằng, cho dù các bạn thi thật hay thi đầu, cái đó mình không quan tâm. Mình chỉ quan tâm cái mình luôn luôn bên cạnh tất cả các bạn, nên các bạn hãy làm bài hết sức. Các bạn đừng bao giờ cảm giác rằng các bạn thi trật đại học thì sẽ là chấm hết những cái gì đấy. Mà các bạn đừng có quên rằng hãy thi với tinh thần thoải mái nhất, và chúc tất cả các bạn đạt thành quả tốt nhất các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì anh em 2K2 cho mình xin phép tất cả toàn thể các bạn ở tất cả bạn nhiều tuổi hơn hoặc thấp tuổi hơn, thì clip ngày hôm nay chúng ta sẽ dành tặng tròn bổ các bạn 2K2 năm nay 18 tuổi tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chơi và hướng dẫn tất cả các bạn với một trận đấu ngủ không. Tại vì sao lại chơi ngủ không ạ? Bởi vì mình hy vọng ngủ không có 72 phép biến hóa, thì cũng như các bạn thôi, các bạn sẽ có 72 cái gì đấy tốt ở trong phòng thi, đó là bình tĩnh, tự tin, chiến thắng và làm tốt các bạn nhé. Và mình sẽ ăn 18 màng để tương ứng với 18 tuổi, để cho tất cả các bạn anh em 2K2 có một động lực nhất định để làm bài thật tốt các bạn nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ có những cái khi mua 15 này. Ngủ không thì các bạn đều biết được rồi, ngủ không hay bị việc nào đi chăng nữa, thì khi trải qua đến mua 15 này thì tất cả các bạn đều có một chút. Bởi vì thứ nhất, chất tưởng ngủ không thì như thế nào thì các bạn biết rồi. Chẳng hạn hay bằng mình gặp ngủ không, mình biết điểm mạnh, điểm yếu, ngủ không ở đâu để chúng ta khắc chế, thì các bạn tìm địch cũng như vậy. Cho nên mỗi ngày chúng ta đòi hỏi kỹ năng chơi hoặc là di chuyển thật tốt hơn, thì di chuyển như thế nào ở mùa này có thể phù hợp với lối chơi ở phiên bản này các bạn nhé. Đầu tiên chắc chắn sẽ không có cái lối đánh trực diện khi các bạn chơi ngủ không được không. Nếu các bạn chơi ngủ không mà để tìm địch đối sai, thì hầu như chúng ta đều bị ké và hầu như sẽ không chết được. Thì clip ngày hôm nay mình muốn gửi gắm đến toàn thể tất cả các bạn cách chơi ngủ không mua 15 này, đó chính là di chuyển như thế nào để bắt được một mục tiêu lớn và không để bị lỗi hái các bạn nhé. Các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng các bạn di chuyển vớ vẩn, các bạn đi đâu không mình không biết, nhưng nếu các bạn đi lỗi hái thì các bạn đừng bao giờ hy vọng là giết được người các bạn. Cái thằng Victor đây, ôi ôi shit, nữa là hư hết clip các bạn ạ. Đấy, mày nói mà hơn shit nữa, nó hư hết clip. Là nó đã tặng tất cả anh em 2K2 18 tuổi, thì mình sẽ tặng cho 18 không các bạn. Chết cái bảng này thì nguy hiểm quá. Anh em thông cảm giúp mình nhá. Năm ngày hôm nay mình ra được clip bởi vì mình do sức khỏe tốt và phải lái tím nữa anh, nên các bạn thông cảm các bạn nhé. Đấy, rồi chúng ta sẽ tập trung vào cái một chút. Sẽ có nhiều người thắc mắc nếu bạn nào đã từng chơi ngủ không thôi, thì chúng ta sẽ luôn luôn có những thắc mắc build cuối cùng có nên lên đánh hay không. Đấy, thì mình sẽ hôm nay clip này mình sẽ giải đáp các bạn thắc mắc là có nên lên đánh thanh nhiệt hay đi rác hồi sinh hay không. Bởi vì các bạn đều biết là build chuẩn của ngủ không đó chính là gì nhỉ, đáo truy hôn này, dây này, đôi thành kiến này, xong đao bỏ táp này, rồi nếu các bạn lấy một cái xuyến giáp nữa ấy, thì đó là build thứ 5 rồi. Thì build cuối cùng chúng ta sẽ chọn lửa dườn đánh pha nghĩa hay là này anh ơi em nó còn nói chuyện một chút nhá, tí ném tập trung lại em đập anh chết đấy. Thì build cuối cùng chúng ta sẽ lựa chọn giáp hồi sinh hay là đánh pha nghĩa hay không, thì mình sẽ phân tích các bạn cái đó ở cuối game nhá. Mình sẽ nói quá một chút và bây giờ mình sẽ tập trung ở giai đoạn giữa game. Vì team địch bất kể trên điểm nào thì có thể phân tích team địch sẽ là những vị thủ nào chủ lực để nó giết. Chẳng hạn hôm nay clip ngày hôm nay thì xuất hiện ba vị thủ chủ lực, đó chính là Rat, theo anh Nát và Eden đó. Thì chúng ta sẽ cấn nó hoặc xé những mục tiêu nào thì là tốt nhất. Tuy nhiên mình sẽ phân tích khi team địch có ba vị thủ chủ lực thì đó là ba vị thủ chúng ta bắt buộc phải chặn. Đây một thằng đấy, thằng này vớ vẩn các bạn lắm. Ví dụ như là Elan đó cũng rất mạnh, thả ra thì nó bắn cái nát team mình. Nếu thả theo ăn nát thì nó sẽ bắn nát team mình. Nếu thả theo nát ra thì nó cũng sẽ bắn nát team mình. Thì các bạn sẽ thắc mắc nó sẽ nghe mục tiêu nào, chúng ta quan tâm mục tiêu nào, thì mình sẽ nói luôn. Chúng ta sẽ biết được một trong ba thằng đấy, thằng A đấy, chúng ta sẽ hàn chế được cái thằng mạnh nhất trong ba cái thằng chủ lực của nó. Ôi, gần chết các bạn ạ.
khi chúng ta sẽ giết thằng đó đầu tiên. Chẳng hạn ví dụ mình trận đấu này thằng Rat nó sánh nhé, thì mình sẽ phải giết thằng Rat trước. Và mình sẽ phân tích cho các bạn hiểu lý do vì sao lại để giết cái thằng sánh nhất trong ba con sánh đấy. Và đương nhiên để mà giết được ba thằng này ấy rất khó. Các bạn không thể nào giết được ba thằng đấy. Nếu giết được ba thằng đấy thì mình sẽ không còn phân tích thì làm gì được cả. Nhưng mà ví dụ cái thằng Rat và thằng gây sát thương nhiều nhất, thì nếu chúng ta giết được thằng Rat thì nguồn sát thương giết được thằng thủ mình sẽ không còn, thì xả thủ mình được chơi. Đấy, nếu mà thằng Rat nó chế tốt nó sẽ cân 2, cân 3. Đấy, thì đó là cái nguy hại, rất là nguy hiểm để chúng ta giết được thằng Rat. Đấy, cho nên là các bạn sẽ cắn đo đâu để làm như thế nào, thằng nào làm được nhiều điều hơn ở bên team địch thì chúng ta sẽ ké được đấy. Thậm chí chúng ta sẽ đổi mạng, miễn sao chúng ta ké sát thủ sao tụi được em tin để tìm mình được chơi các bạn nhé. Chứ không các bạn ở đây theo Anat này, thằng này thì mình bắt lẻ nó. Ôi rồi hai đập, ôi hai đập các bạn ạ. Đấy, cho nên mình phân tích cho các bạn dễ hiểu, khi các bạn ké một cái thằng nào trong một trận đấu, chúng ta đều biết thằng nào thằng mục tiêu giết đầu tiên. Nhưng mà trong xuyên suốt tất cả trận đấu thì thằng thấp máu nhất vẫn là thằng ưu tiên đầu tiên các bạn nhé. Xong đến xa thủ tụ lực, xong đến tất cả các... đây một đập chưa bác. Ôi rồi sao lại đám hiểu với nhà rồi để chết rồi, từ hoàn toàn hình nha. Rồi chưa hai lượt lên rồi, ok một màn. Trong trận đấu này thì ngủ khống sẽ bắt được ba con rồi lắm nát theo ăn nát em lắm đó. Thì mình chỉ cần các bạn nhé, chỉ cần nhiệm vụ tối thiểu tất cả các bạn giết được một đến hai thằng. Mình không bao giờ hy vọng các bạn đấy một thằng này từ này hồi chiếu này thôi, hồi chiếu ba rồi. Bình tĩnh thằng Ghi Đú thì không bao giờ được vào nhé. Ghi Đú là một vị tướng khắc chế ngủ khống tốt, chúng ta sẽ bỏ thằng Ghi Đú và thậm chí bỏ thằng Lách tới nhé. Đấy chúng ta chỉ ghé ba thằng đấy. Đây tăng hit này phá này nồi trật thôi các bạn, nó trật thôi. Các bạn có thể thấy khi tất cả các bạn trực diện đây đập chưa ba rồi hay quá. Từ bình tĩnh hết sức bình tĩnh. Trực diện thế này nó chảy đâu. Mình nói lại một chút các bạn nhé, khi tất cả các bạn mà đánh kiểu cảm giác bị lổ sai đấy thì chúng ta không nên kiểu căng lao vào như vậy, bởi vì các bạn đều hiểu rằng là chiếu thức ngủ không như nào. Đây bọc khẩu các bạn nhé, rồi lổ sai rồi, chạy chuồn gấp tí nó sắt mình nhỉ. Thậm chí mình sẽ quay lại chơi nó này, từ này thằng nào mà rệt mình sẽ chơi luôn này rồi. Bởi vì là ngủ không chiếu thức nào mạnh thì tên địch biết rồi, nó sẽ biết cách thiết kế. Cho nên khuyến các bạn khi đi lối sai thì không vào nhá. Đó là cái khuyến thứ nhất. Có cái khuyến thứ hai như làm thế nào để chơi được ngủ không ở phiên bản vua 15 này. Thì đương nhiên đó nhất sẽ có hai cách chơi. Một là chúng ta sẽ nấp bùi. Thứ hai sẽ là chơi kiểu là kiểu bọc hầu nhá. Bọc hầu, ví dụ cái phá vừa rồi các bạn mình thấy team địch ở mid thì mình sẽ bọc hầu luôn bên sau nó. Nhưng các bạn di chuyển như thế nào không được để tìm địch định thành sáng các bạn. Đấy, từ, em đang đau tỉnh lắm các bạn. Đấy. Thì trận đã, từ, tốt. Một đập, ôi dồi. Đến thế các bạn nhé. Đập rồi, thằng này chết rồi. Qua bướm kìa. Sao đập, ôi thằng này đập không chỉ màng này. Các bạn thấy em đang đau đi. Đập ba phát không chỉ màng, oh my god. Đấy, rồi không sao. Rồi và mình sẽ nói một chút. Đây là cái giai đoạn mình sẽ phân tích cho tất cả các bạn biết giáo viên sao. Nếu bây giờ các bạn lấy cái giáp hồi sinh nhé, thì các bạn sẽ cái lượng đám các bạn thấy chưa, các bạn thấy đập em đó đập phá một phát chết chưa. Đấy, nếu các bạn lấy giáp hồi sinh được, các bạn cũng sẽ phải tùy thuộc vào hiến số rất nhiều. Nhưng mình sẽ chọn đánh pha nia nhé, bởi vì team địch có 2-3 màu đấy. Từ đây một đập, hai đập, ba đập, ôi rồi ba đập tiếp hai thằng, tốt quá. Phá này mình chết hai thằng thôi, mình sẽ nói tiếp cái vấn đề này. Bởi vì team địch có 2 thằng màu, team địch có 3 thằng màu giấy, thì chúng ta sẽ tối ưu sức mạnh nhất của ngủ khống. Ví dụ những trận đấu nào ngủ khống nên đến giáp hồi sinh nhất, khi ngủ khống bị team địch có ké, hoặc khi ngủ khống bị cáo tớ bởi 1-2 vị tướng nó là team địch, thì chúng ta nên lấy giáp hồi sinh. Còn khi team địch nó có đến 2-3 sát thương chủ lực thì chúng ta nên lên full đám để kết liễu chủ lực càng sớm càng tốt. Bởi vì chẳng tha các bạn giết được một chủ lực của nó, chẳng hạn các bạn một màng ngủ khống đổi màng trả thù với lại cái lời, các bạn có nhận là bị lơi. Thì cho nên lý do mình sẽ phân tích các bạn hãy nên lên nánh pha nhí khi tiến lên hai xả thù được từ lên. Đấy pha này các bạn này mình chứa lỗ sái nhá, chứa lỗ sái này tăng hi vào đây này. Đấy rồi ra luôn đập chứ ba đập rồi, ok từ tăng hình ra một phát từ đập tiếp luôn đập tặng chạy tối là đấy. Thì hiện tại là 14 màng thôi.
Mình chỉ còn 4 mạng nữa thì hoàn thành 18 mạng để dành tặng tất cả các bạn 18 của các bác. Các bạn đừng quên nha. Clip này các bạn xem các bạn thành cực kỳ làm bài thật tốt tất cả các bạn nhé. Dù thế nào đi nữa luôn luôn có bên cạnh. Đấy, đừng bao giờ đặt áp lực nặng nề thì thử nhé. Giờ nhớ khi xưa mình kiểu đặt áp lực nặng nề của đấm ra cái điểm đại học của mình nó cầm 1.5 điểm vùng nửa 3 môn cộng lại tâm được 5 điểm liền 6 điểm các bạn ạ. Đấy, các bạn đừng có như mình nhé. Cho nên là chính vì áp lực quá cho nên mình phải bị điểm thấp như vậy đấy. Các bạn phải quan trọng nhất thi đại học giống như một đồng giả. Các bạn phải hiểu một trận đấu quan trọng nhất trong tâm lý. Nếu các bạn học giỏi thì như thế nào đi chăng nữa, các bạn bị rút, bị cắm, bị tâm lý thì tất cả các kiến thức của tất cả các bạn sẽ quên bèn hết. Nhưng quan trọng nhất hơn nhau ở cái tâm lý. Đấy, các bạn hãy coi như giống như các bạn đang đấu dài, bạn nào đã từng đấu dài hoặc từng đánh tim 5 năm căng thẳng rồi thì bạn hãy xem những trận đấu game rất là đơn giản. Thí cử giống như những trận đấu game, tâm lý chúng ta vững chắc, chúng ta sẽ làm được bài. Tâm lý mà bị cọc cứng ấy thì sẽ có bắn thua. Rồi, còn hai màn các bạn nhé, bây giờ mình sẽ làm cách này. Đây, đây, đây các bạn này, các bạn thấy chưa? Cái cách mình luôn bọc hầu tím địch này. Rồi, chết, rồi bị sai rồi. Thôi, lui một chút. Đấy các bạn nhé. Mình xin tóm lại một chút ở clip này bởi vì là do mình đang mải mê kiểu nói chuyện với các bạn anh em 2k2 cho nên mình không hướng dẫn được nhiều. Nhưng mình chỉ có hai cái điểm trọng tốt. Thứ nhất các bạn phân tích được tím địch như thế nào để chúng lao vào. Còn trận đấu này các bạn đều biết mình giết thằng nào được bởi vì tím nó thọt đều. Rồi hai đập bởi vì tím nó thọt đều. Có thể mình giết thằng theo ăn nát được, mình giết thằng khác được, mình giết Elendorm được. Bởi vì ngay tính chất ba đi trường đấy thì nó thật thả ra thì nó không làm gì được nhiều cả. Bởi vì mình đập rất hợp lâu được tính đến đó. Nhưng đó là cách mình, tại sao mình lại nói cách combo như vậy, cách counter như vậy. Để các bạn biết được cách chơi ở những cái tầng 6 nhé. Và có một màng nữa mình sẽ hoàn thành 18 màng và sẽ dành cho tất cả các bạn 18 tuổi nhé. Đâu rồi, từ các bạn chơi một chút nào. Đây, một mạng, mình chỉ cần một mạng thôi, bình tĩnh, một mạng thôi. 18 mạng. Ồ, còn một thằng kìa, chết rồi. Thằng, rồi còn hai thằng. 18 mạng nào, 18 tuổi nào. Ok, đây, cho nát. Rồi, ok, 18 mạng nhá. Và mình đã hoàn thành và gửi chúc tất cả anh em 2k2 nhá. Và clip để kết thúc rồi, và tất cả các bạn ơi. Bye, yêu, bye bye. Nhớ like clip này các bạn nhá. Victory.